Xin chào các bạn đang theo dõi kênh xe điện motor điện, kênh video chuyên về phụ tùng độ chế các loại xe động cơ điện, tời, trục, đồ thủy lực. Nhân dịp đầu năm mới, xin chúc quý khách hàng năm mới an khang thịnh vượng, có gặt hái được nhiều thành công trong năm 2024. Xin giới thiệu đến quý khách hàng một cái bộ cầu V-size 6 loại mili. Loại này thì bát phanh nhỏ, xích trùng với xích xe máy cỡ nhỏ. Cái này thì có thể sử dụng cho động cơ điện, động cơ xe máy đều được. Loại này là bên em có các loại 70, 80, 90, 1m, 1m1 và 1m2, đủ các loại. Các cái loại 70 và 80 thì sẽ có cả loại trục cân và trục lệch. Đối với những loại trục lệch thì dùng cho xe máy thì rất là hợp lý. Còn đối với loại trục cân thì nếu như các bạn làm động cơ xe điện ấy, thì cũng hợp lý. Thì có hai loại khách hàng, tùy khách hàng lựa chọn. Cái loại này là loại dành cho xích xe máy 39 răng này. Vừa xích xe máy nhé. Đây là cái bát kéo phanh này. Loại này nếu như các bạn dùng nhíp thì sẽ có thêm gối cầu, còn không dùng nhíp thì có thể bắt, đối với những xe người già, người yếu chân ấy, thì bắt xích trực tiếp lên đây. Mọi thông tin liên hệ thì xin liên hệ 0983 818 955. Cảm ơn quý khách đã theo dõi video. Xin lưu ý thêm là tất cả các loại bánh xe lắp vào đây thì đều lắp bằng 4 ốc. Lỗ tâm vành là 63. 4 ốc này là khoảng cách từ đây đến đây là 7, khoảng cách đo chéo là 10 cm nhé. Cảm ơn quý khách hàng đã theo dõi video của mình.